Thì xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Thì hôm nay chúng ta sẽ tìm Palacio. Đây mình thấy ở đây còn cấp 30 này. Đấy. Tuyệt vời. Thì ở tập trước chúng ta đã tìm được Đăng Cờ Leo Sơ Teút. Bây giờ chúng ta sẽ tìm Palacio. Con này thì mình thấy là nó cực kỳ ngon, nên là chúng ta sẽ phải tìm bằng được. Tuy nhiên thì con cá mập của mình có vẻ như là bơi hơi chậm, không biết có thể đuổi kịp nó hay không. Tuy nhiên thì chúng ta cứ tem nó đi. Ui, nhưng mà con này, nếu như là mình để cá mập của mình tanh thì đơn giản thôi, nhưng mà cứ bay vòng vòng này thì bố ai mà có thể gọi là bắn trúng cho nó được. Cá mập của mình 12.000 máu cơ, nên là tanh bọn này thoải mái, sợ không đuổi kịp đấy chứ. Mà đến gần thì nó lại bơi theo một cái quỹ đạo khó hiểu, bắn vậy không trúng. Hư cấu, bắn như này đít lên, bắn như này đít lên, có cả hai con thế này. Có lẽ là mình nên giết một con trước, giết con cấp 12 đi. Cũng không được, không được, nếu mà mình cắn chung thế này thì cả hai con nó sẽ chết, mà điều đấy là không được tí nào. Vãi, không điểm máu ạ. Thế không điểm máu thì nó lấy đâu ra máu? Con cá mập phá đám, cá mập phá đám, cá mập phá đám mà mày. À đây rồi, hai con nó bơi tách nhau ra rồi. Giờ thì chỉ việc đuổi theo con này và giã nó thôi. Đó, thì mình đã ngồi tìm cái mấy con này rất là mệt mỏi. Không ngờ là nó lại ở gần nhà mình đến thế. Lặn đi đâu? Đuổi theo. Cá mập. Cá mập này bơi hơi chậm, biết vậy mình lấy con cá heo đi có vẻ hợp lý không nhỉ? Cá mập bơi hơi chậm. Đấy, nếu như là nó cứ giữ yên cái chỗ nó đứng như này thì tem nó lại quá dễ. Và thật là buồn, mình lại không mang tí thịt đùi, thịt cừu nào hết. Hơi đen, nhưng không sao, ta có thể tem bằng thịt thường được. Sao nó cứ hiện Megalodon thế này? Mình không thấy Plesio, nó toàn hiện Mega thôi. Chắc là mình phải giết con Mega đi mới được. Mày, đấy, trước khi tem thì chúng ta muốn cắn nó bao nhiêu cũng được. Tuy nhiên thì sao mất nhiều máu thế? Nói chung con cá mập của mình cắn nó đau quá, chết rồi. Tuy nhiên thì không sao đâu, mọi thứ vẫn đang rất ổn. Đấy. Ủa thôi toàn rồi. Mega Alpha. Chơi luôn. Chơi luôn. Sợ mày lắm. Sợ mày quá cơ Mega. Mình chỉ sợ là mình bị lạc mất con Pale thôi, chứ còn con Mega này, Alpha Megalodon, phế nhân. Máu máu còn thua máu con cá mập của mình cơ. Làm quả ảnh, chúng ta sẽ chụp quả ảnh cho nó làm thumbnail đấy. Chúng ta sẽ ấn phím F12 để có một quả ảnh. Ảnh góc nào thì đẹp nhỉ? Manta vào cắn chung nữa. Vào cắn chung cả mày.
Đấy, mình nghĩ là chụp góc gần này thì nó sẽ hợp lý hơn đấy. Hay là chụp góc xa? Đây, rồi xong. Bật ống nhòm lên. Mình sợ con Plesio của mình nó bơi đi đâu rồi. Alpha Megalodon. Nó không quá đáng sợ như các bạn nghĩ, mà nó cực kỳ đáng sợ. Cho nên là hãy chuẩn bị cho mình một con cá mập thật tốt. Cá mập của mình thì nó quá là bá đạo rồi, cho nên là mấy con này tép view thôi. Cá mập của mình thì may ra chỉ có Quill Giga, hoặc là nếu một con Titan Nizzet rảnh thì có thể xuống đây và quẩy. Láo, láo. Thôi, đi tìm thôi. Nó có cái túi đồ này. Đâu rồi, túi túi đồ đâu rồi? Mình mong là không bị lạc mất con ít cho con ấy đuổi theo đã. Thôi xong, lạc mất con Ple rồi. Đi tìm thôi. Mình không nhớ chạy về hướng nào nữa. Mong là mình đang đuổi theo đúng hướng. Toàn 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 toàn. Ok thì có lẽ là chúng ta sẽ lại phải skip rồi. Mình sẽ skip đến đoạn mà mình tìm thấy nó và bắn ngất nó luôn nhé các bạn nhé. Ok. Hẹn gặp lại các bạn vào lúc đó. Rồi, thì mình đã quay trở lại giờ đây. Và giờ thì tem thôi. Cho ăn thịt này. Đây là xong. Cổ dài bơi lội. Đấy. Thì mình đã chuẩn bị sẵn ở đây yên platform của nó luôn. Đó, tuyệt vời không? Chơi là phải chơi lớn. Mình sẽ bấm nút G để cho con cá mập đuổi theo. Ui. Mình chưa từng được cưỡi một con thú nào có yên platform. Ui, con này bơi nhanh vậy. Con này bơi nhanh lắm. Con này bơi nhanh vãi chưởng ấy. Wow, thế không được rồi. Chúng ta phải làm cách nào đấy. Đâu, từ từ. Để mình rút hết đồ con này ra xem mình có cầm được không. À, bình thường, quá nhẹ. Cho con này vào bóng Pokeball. Đấy, để mình bơi con kia về cho đỡ phải đuổi theo. Ui. Thật sự đây là lần đầu tiên mình được cưỡi một con thú có yên platform. À không, thật sự thì có Bronto thì nó cũng có platform, nhưng mà mình chưa làm yên của Bronto bao giờ. Và đây là con đầu tiên mình cưỡi yên platform đấy. Con này bơi nhanh nhở. Này các bạn nhìn này. Ủa, con này bơi phải nhanh hơn cả cái heo luôn đấy. Ủa, bơi nhanh vãi chưởng ạ. Ua, veo gái về đến nhà rồi. Cũng hên là mình bắt con này sau đấy. Chứ nếu như mình vác con này mà đi tên con cá hàm thép thì chắc là nửa năm mới dẫn được con kia về mất. Ua, con này bơi nhanh thật sự luôn. À, con tí rồi mình đã sắp về đến nhà rồi. Đấy, về đến nhà luôn rồi. Chất lượng thật sự luôn. Nhưng mà không làm cách nào cho bơi sát lên hơn được một tí nhỉ. Ui, cá mập. Không gọi được cá mập à. Baby Shark. Đời đời đời. Baby Shark.
review sách đu 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 đu. Con cá mập thật là tuyệt vời. Thế thì mình không biết là chúng ta nên để thumbnail của video này như nào. Nếu như mình để bởi vì video này chúng ta sẽ có hai sự kiện, đấy là đánh được Alpha Megalodon và tên được Blasio. Nhưng mà mình nghĩ là mình sẽ để thumbnail là Blasio đi. Còn Alpha Megalodon thì mình đã chụp ảnh lại rồi. Thì mình cũng định là để làm thumbnail đấy, nhưng mà thôi. Chúng ta mục mục chính của mình là đi tên Ple mà. Cho nên là thumbnail để Blasio là hợp lý nhất rồi. Đấy. Vậy là dàn thủy phái của mình đã lên được số lượng là 5 con. Đúng, 5 con. Cá hàm thép, cá voi buồn rầu, cá heo, cá mập. Trong số đấy thì con cá mập là con gắn bó với mình nghĩ là lâu nhất đấy. Này, chả mày. Thì mình cũng giết được cái con Plesio cấp thấp hơn rồi. Thì mới ra được thịt đùi, chứ không thì không móc đâu ra được thịt đùi ở dưới biển luôn. Hên. Đây, mình cho các bạn xem kho đồ ở nhà mình. Giàu có vãi chưởng. Đấy, mình giết được mấy con ba silo này. Ra cả mỡ hay là cái gì đây. Rất tuyệt. Thôi thì nói chung là mình nghĩ là tập sau mình sẽ đi tìm luôn con mô xa sau đi. Lúc mình đi đuổi theo con Ple này thì mình có nhìn thấy con mô xa level 9 thì phải. Nếu như mình nhớ không nhập. Không bảo quản được à? Đây là cái chất làm bọn khủng long hưng phấn. 5 tiếng. Ui, không bảo quản được rồi. Toàn rồi. Thế thôi, chả sao cả. 5 tiếng thì học nhanh lắm. Thôi kệ đi. Sau này mình vác Plesio xuống mình dã cũng được. Chả sao cả. Đấy, chuyến đi hỏng mất hai cái áo. Tuy nhiên thì nó cũng được một cái thành quả. Alpha Megalodon Fin. Đấy, một minh chứng rõ ràng. À, rõ rệt cho việc mình đã đánh bại được gọi là alpha của giống loài cá mập hung bạo nhất thời tiền sử. Trời điệu. À, đây là mấy cái nỏ. Đây, hai cái nỏ này là mình chế từ cái blueprint này. Đấy, còn cái này là mình nhặt được lúc đánh chết con cá mập, khá ngon. Còn đây là đống sắt ở nhà mình. Đấy, còn nhiều lắm, tha hồ mà xài. Nếu như mà game này nó cho súng hoạt động dưới nước thì chắc là mình vác súng xuống mình bắn luôn đấy. Chỉ có điều là narcotic bây giờ là mình hơi đi lười. À, mình hơi lười đi. Đi gọi là farm quả đen thôi. Còn thì thối thì không lo. Lại được skin pháo hoa. À, hình như mình có một khẩu đấy. Nhưng mà bây giờ trời trời nó đang hơi tối tối, hơi sáng quá nên là chưa bắn được. Đấy, cất cái này vào đi. Cất cái kính này vào để mình lên tầng mình sửa lại hai cái áo, mấy cái áo đã. Thôi thì hoặc có lẽ là mình sẽ sửa trong lúc offline đi. Đó. Ra bơi lội vài vòng với Plesio đã. Vừa tên xong chưa kịp trải nghiệm. À, nói chung là bơi bọn này thì trải nghiệm ở dưới nước thôi. Ủa, chất lượng. Sau này chúng ta sẽ xây nhà trên người con này. Áp vào cái gì nhỉ? Áp stamina. Nào, bơi đi chơi xem nào. Xem có con gì có thể cắn được không. Cá mập của mình 15.000 máu.
cá mập của mình bơi được trên bờ thì chấp cả alpha T-Rex luôn, không phải sợ bất kỳ bố con thằng nào hết. Con này bơi nhanh vãi trưởng ạ. Bơi nhanh hơn cả cá heo luôn đấy. Ui. Thật sự là như thế. Bơi nhanh hơn cá heo nhiều luôn. Sao cứ bị ngập nước cái này. Tại sao lúc nãy mình làm cho nó nổi lên mặt nước kiểu gì ta? Đấy, cái bị mấp mé mặt nước. Con này chở cũng được nhiều cơ. Đấy, nó mới chất. Cổ dài bơi lội. Ui, mới có 4 điểm stamina mà nó 1.200 rồi. Nếu như mà chia ra, à đâu, 5 chứ. Ừ, thì nó cũng là rất là nhiều rồi. Đâu, thử ra đớp mấy con cá mập xem như nào. Ui, đạp cũng được phết. Đạp 160 là nó cũng hơi bị chất lượng đấy các bạn ạ, không ít đâu. Và mình sắp chết đuối rồi. Ngoài lên bờ đã. Xem đứt. Đó, con này cảm giác nó hơi khó điều khiển. Nếu mà điều khiển hơi ngáo ngáo như mình là xác định chết đuối luôn. Up con này lên khoảng 1.200 stamina đi. À 2.000 đi. Cho nó nhiều hẳn. Bắt nạt đâu, bắt nạt đâu. Ui. Theo những gì mình thấy thì thằng nhân vật của mình đang rất là chóng mặt. Nhấc lên nhấc xuống ạ. Khổ thanh niên nằm trên vậy. Đây các bạn, mình sẽ cho các bạn xem cận cảnh góc nhìn thứ nhất. Dìm lên dìm xuống. Chóng mặt. Hết sức chóng mặt. Ủa con này cầm đi khám phá đại dương thì nó cũng phải gọi là phá cháy bỏ chét luôn. Còn có cả nhà trên lưng nữa. Chết phát là có chỗ spoil. Nếu như là đặt giường. Rồi, 2.000 stamina thôi đấy. Ok, thì có lẽ là video này của mình sẽ kết thúc tại đây thôi. Nếu như mà các bạn thấy video này hay và cờ thì có thể để lại cho mình một like và một đăng ký để mình có thêm những cái động lực làm video tiếp theo hay hơn. Ok, còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video tiếp theo của mình. Mình nghĩ là con này nên up thêm vào quay các bạn ạ. Ok, hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo nhé. Bye bye. Ok, xem nhớ like và đăng ký kênh nhé.